X51 Story mến chào quý thính giả. Năm 1897, Paul Doumer, nhân viên chính phủ Pháp 40 tuổi, đến Hà Nội. Ông rời bỏ sự nghiệp Bộ trưởng Tài chính sau thất bại lớn của kế hoạch về thuế thu nhập mới và được đề nghị giữ chức toàn quyền Đông Dương, một nhóm thuộc địa Pháp ở Đông Nam Á bao gồm Việt Nam. Doumer bắt đầu trang bị cho Đông Dương, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại với mục đích thể hiện sự thịnh vượng của nước Pháp. Bước sang thế kỷ mới, nhà của một tên thực dân Pháp điển hình ở Hà Nội nằm trên đại lộ thênh thang với những hàng cây tít tắp. Ngôi biệt thự rộng rãi có nhiều phòng nghỉ, chứa nội thất tốt từ châu Âu và đáng chú ý hơn cả có toilet. Còn cách gì tốt hơn để phân biệt Hà Nội thuộc Pháp với Hà Nội cũ ngoài toilet, Doumer nghĩ. Hệ thống công danh lớn chạy dưới mặt đất của thành thị ở Pháp và hệ thống nhỏ hơn phục vụ những khu dân cư đông đúc ở Việt Nam chính là biểu tượng của sự sạch sẽ và tiến bộ. Do vậy, hoàn toàn mất tinh thần khi chuột bắt đầu xuất hiện ở các cống rãnh. Khi chính quyền thuộc địa do Doumer làm chủ đặt hơn 9 dặm ống cống bên dưới lòng đất Hà Nội, vô tình 9 dặm thiên đường mát mẻ của loài gặm nhấm gây hại cũng được tạo ra, nơi chúng thoải mái sinh sôi nảy nở mà không e sợ bất cứ động vật ăn thịt nào. Nếu đói, chúng dễ dàng xâm nhập trực tiếp vào những căn hộ sang trọng nhất trong thành phố qua xa lộ, ẩn sâu bên dưới những bước chân con người. Cứ thế, chuột phát triển theo cấp số nhân, dần tràn lên cả mặt đất. Như thể điều đó chưa đủ để phá vỡ ảo tưởng của những kẻ thực dân về hình ảnh châu Âu yên bình giữa lòng châu Á, bệnh dịch hạch bắt đầu xuất hiện và chuột bị nghi là thủ phạm khiến bệnh lây lan. Để giải quyết tình trạng bùng phát của bệnh dịch, một giải pháp được đưa ra. Những thợ săn chuột Việt Nam được chính phủ thuê chui xuống cống để bắt tận tay từng con chuột, tiền công được trả theo số lượng. Cuộc săn sát chuột ở Hà Nội nhanh chóng diễn ra. Trong tuần cuối cùng của tháng 4 năm 1902, 7.985 con chuột đã bị giết, đó mới là khởi đầu. Các sát thủ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm trong tháng 5, đẩy số chuột chết lên đến hơn 4.000 con mỗi ngày. Con số này càng lúc càng trở nên đáng kinh ngạc. Chỉ ngày 30 tháng 5, 15.041 con chuột bị kết liễu. Đến tháng 6, số chuột bị giết mỗi ngày đạt mốc 10.000, đỉnh điểm là 22.112 vào ngày 21 tháng 6. Chúng ta không biết chính xác chuột bị giết theo cách nào, chi tiết đó đã bị mất đi theo dòng lịch sử. Chúng ta chỉ biết về cuộc săn chuột này bởi trong những năm 90, sử gia Michael Van khi nghiên cứu về chủ nghĩa thực dân Pháp đã phát hiện ra tập tài liệu Cuộc tiêu diệt động vật, chuột. Bên trong tập tài liệu là một số giấy tờ lộn xộn, khó hiểu, ghi lại danh sách số lượng chuột bị tiêu diệt ở Hà Nội ở giai đoạn vừa bước sang thế kỷ mới. Điều gì đã xảy ra với những con chuột tội nghiệp? Van bị hấp dẫn bởi tài liệu này và quyết định tìm hiểu câu chuyện. Săn chuột không hề dễ. Đây là những gì Van viết lại, người ta phải thâm nhập vào hệ thống cống rãnh tối tăm, chật chội, đi xuyên qua rác thải của con người ở nhiều hình thức phân hủy và săn lùng loài động vật hoang dã khá hung dữ, có thể bao gồm cả bọ chét mang bệnh dịch hạch hay các loại bệnh truyền nhiễm khác. Đó thậm chí chưa đề cập đến khả năng tồn tại động vật nguy hiểm khác như rắn, nhện và các sinh vật khiến tác giả lo sợ đến nổi da gà. Cuối cùng, chính quyền thực dân nhận ra họ không thể giảm bớt số lượng chuột đang sinh sôi với việc sử dụng đội quân diệt chuột quy mô nhỏ. Họ chuyển sang kế hoạch B, đề nghị tất cả người dân tham gia cuộc đi săn. Phần thưởng được đưa ra là 1 xu cho mỗi con chuột. Những gì bạn phải làm là gửi đuôi chuột đến văn phòng thành phố để chứng minh và nhận thưởng. Bằng cách đó, chính phủ sẽ không bị ngập trong xác của những con chuột còn nguyên. Tôi luôn thắc mắc không biết ai là người khốn khổ phải đếm những chiếc đuôi chuột đó, ông Van nói. Người Pháp khi đó đặc biệt hài lòng với phương án này bởi họ đang khuyến khích chủ nghĩa kinh doanh ở Việt Nam. Lúc đầu, mọi chuyện có vẻ khá hiệu quả, những chiếc đuôi chuột liên tục được chuyển về. Tuy nhiên, cảnh tượng gây tò mò bắt đầu diễn ra khắp thành phố, những con chuột còn sống chạy loanh quanh nhưng không có đuôi. Hóa ra những thợ săn chỉ cắt cụt đuôi thay vì bắt cả một con chuột khỏe mạnh, đối tượng có khả năng sinh sản và có thể tạo ra rất nhiều con chuột khác, những con chuột mà đuôi của nó mang lại giá trị. Một số báo cáo còn chỉ ra người Việt buôn lậu chuột từ nước ngoài vào thủ đô. Giọt nước tràn ly khi các thanh tra y tế phát hiện những trang trại nuôi chuột mọc lên ở ngoại ô Hà Nội. Rõ ràng đây không phải là ý nghĩa về kinh doanh mà người Pháp nghĩ đến. Khoản tiền thưởng bị hủy bỏ, những cư dân trong thành phố từ chức thợ săn để sống chung với chuột. Tuy vậy, người Pháp đã phán đoán chính xác về nguyên nhân lây lan bệnh dịch hạch. Năm 1906, với những con chuột còn sót lại trong ống cống, dịch bệnh bùng phát ở Hà Nội. Ít nhất 263 người chết, hầu hết là người Việt Nam. Trong khi đó, Doumer đã trở về Pháp, nơi ông được hoan nghênh là vị toàn quyền Đông Dương hiệu quả nhất lúc bấy giờ. Sau đó, ông trở thành Tổng thống Pháp. Đó là câu chuyện đạo đức về sự kiêu ngạo của những con người hiện đại, khi đặt quá nhiều niềm tin vào khoa học và lý trí, sử dụng kinh doanh để giải quyết mọi vấn đề. Đây cũng chính là lối tư duy dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất. Những người cầm đầu nghĩ rằng súng máy giết người rất hiệu quả nên sẽ khiến cuộc chiến kết thúc nhanh. Những gì thật sự xảy ra là một cuộc chiến tranh kéo dài, khiến rất nhiều người thiệt mạng, Van nói. Ngày nay, cuộc thảm sát chuột ở Hà Nội được xem là ví dụ điển hình của hiệu ứng rắn hổ mang, một thuyết kinh tế ám chỉ việc khuyến khích điều gì đó trong một hệ thống phức tạp có thể dẫn đến hậu quả khó lường như thế nào. Hãy cảnh giác với những chương trình được tạo ra trong hoàn cảnh sự ngạo mạn thể hiện quá rõ rệt và chênh lệch quyền lực quá lớn. Khi đó dấu hiệu hiển nhiên của vấn đề có thể bị lờ đi, nhà sử học rút ra bài học. Năm 1997, Van đến Việt Nam để nghiên cứu tài liệu về cuộc thảm sát chuột. Một ngày nọ,
Ông với tay đến ngăn kéo trên cùng chứa các tài liệu bằng tiếng Pháp trước năm 1954 và cảm thấy một con chuột lướt nhanh qua tay mình. Đã một thời gian dài kể từ khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, chuột vẫn tồn tại. Theo trang Psychology Today, thuật ngữ hiệu ứng rắn hổ mang Cobra Effect do nhà kinh tế học Horst Seebach người Đức đặt, có nguồn gốc từ Ấn Độ thời thuộc Anh. Chính phủ Anh Quốc lo ngại về số lượng rắn hổ mang ở Delhi. Chính phủ do đó đưa ra một khoản tiền thưởng cho mỗi con rắn hổ mang đã chết. Ban đầu đây là một chiến lược thành công khi một số lượng lớn rắn đã bị giết để nhận phần thưởng. Tuy nhiên, cuối cùng, những người dám nghĩ dám làm đã bắt đầu nuôi rắn hổ mang để kiếm thu nhập. Khi chính phủ nhận thức được điều này, chương trình trả thưởng đã bị loại bỏ, khiến những người nuôi rắn hổ mang quyết định thả những con rắn vô giá trị. Do đó, số lượng rắn hổ mang hoang dã tăng thêm. Giải pháp trả thưởng trên rõ ràng làm cho tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Chiến dịch diệt chim sẻ, tiếng Trung Quốc là Đào Ma Tước Vận Động, là một trong những hành động đầu tiên trong kế hoạch đại nhảy vọt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ năm 1958 đến năm 1962. Bốn loài vật cần bị diệt trừ đó là chuột, ruồi, muỗi và chim sẻ. Mao có tham vọng nâng cao sản lượng lương thực của Trung Quốc bằng cách diệt các loài vật gây hại và tập thể hóa nông nghiệp để Trung Quốc mau chóng bắt kịp phương Tây và Liên Xô. Mùa thu năm 1956, những người tham gia hội nghị lần thứ hai của Hiệp hội Động vật học Trung Quốc cho rằng các loài chim là thủ phạm gây ra nạn thiếu hụt lương thực. Các nhà khoa học ước tính có 2,5 tỷ con chim sẻ ở Trung Quốc, mỗi con ăn 2,5 kg ngũ cốc hàng năm. Như vậy, mỗi năm chúng đã ăn mất một lượng lương thực đủ để nuôi sống 35 triệu người. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Châu Chiên, một nhà sinh vật học, tin tưởng rằng vấn đề lương thực có thể được giải quyết bằng cách loại bỏ chim sẻ. Tuy nhiên, vào năm 1957, nhà điều học Chang Soo-shin đã công bố bài báo về thức ăn của chim sẻ, khẳng định rằng chim sẻ có lợi cho nông nghiệp vì thời gian chim sẻ ấp trứng và nuôi côn trùng với mùa sinh trưởng và thu hoạch lúa nên chúng tiêu diệt rất nhiều côn trùng gây hại. Hơn nữa, các giống chim sống trong thành phố và rừng rậm hoàn toàn không gây ra thiệt hại cho mùa màng. Mao Trạch Đông tin tưởng Châu Chiên vì có nhiều nhà khoa học khác ủng hộ ông ta do không muốn gặp rắc rối. Chiến dịch được Mao Trạch Đông, Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phát động ngày 18 tháng 3 năm 1958. Chim sẻ bị liệt vào trong danh sách vì chúng ăn hạt thóc, gây thiệt hại cho nông nghiệp. Theo quyết định thì nông dân Trung Quốc cần đập gõ nồi niêu để xua đuổi chim sẻ. Ổ chim sẻ bị phá, trứng bị đập vỡ, chim non trong tổ bị giết hết. Toàn dân Trung Quốc được huy động để diệt chim sẻ. Thời gian đầu, người ta thử đầu độc và đánh bẫy lũ chim, nhưng các phương pháp này tỏ ra kém hiệu quả. Khi đó, nảy sinh sáng kiến, trừng trị chúng bằng cách làm cho chúng kiệt sức. Khi trông thấy chim, bất kỳ một người Trung Quốc nào cũng đều tìm mọi cách dọa chúng, bắt chúng phải bay trên không càng lâu càng tốt. Người già, học sinh, trẻ em, đàn ông, đàn bà từ sáng tinh mơ đến tối mịt vẫy khăn, vó chào, la hét, huýt sáo để buộc lũ chim phát cuồng phải bay hết từ chỗ người Trung Quốc này đến chỗ người Trung Quốc khác. Phương pháp này thật thần diệu. Như đã biết, chim sẻ không thể bay trên trời được quá 15 phút. Sau khi bị kiệt sức, chúng rơi xuống đất, và sau đó chúng bị đánh chết và dồn lại thành từng đống lớn. Cũng dễ hiểu, về nguyên tắc, nạn nhân không chỉ là chim sẻ, mà còn là các loại chim nhỏ khác. Để khuyến khích những người dân Trung Quốc vốn đã thừa nhiệt tình, báo chí liên tục đăng các ảnh chụp những đống xác chim cao hàng mấy mét. Một tiến nữa thường được áp dụng là cho học sinh phổ thông nghỉ học, phát súng cao su cho chúng và điều di bắn bất kỳ loại chim nào và đi phá các tổ chim. Những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong sự nghiệp này được tặng bằng khen và tuyên dương. Chỉ trong vòng 3 ngày đầu chiến dịch, riêng tại Bắc Kinh và Thượng Hải đã có gần 1 triệu con chim bị tiêu diệt. Còn sau gần 1 năm tiến hành chiến dịch, đã có tới 2 tỷ con chim sẻ và các chim nhỏ khác thiệt mạng. Người Trung Quốc hoan hỉ mừng chiến thắng. Đến thời điểm đó, không còn ai nhắc đến chuột, ruồi, muỗi nữa. Dân chúng phủi tay bỏ qua những kẻ thù này, bởi vì đấu tranh chống chúng quá khó. Đi diệt chim sẻ vui hơn nhiều. Đặc biệt là không có một nhân vật nào lên tiếng phản đối chiến dịch, kể cả những người trong giới khoa học, các nhà sinh vật học. Thực ra cũng dễ hiểu, không ai dám muốn mình bị coi là chống lại chủ trương lớn. Mùa vụ năm 1958 khá hơn năm trước vì không còn chim sẻ, nhưng họ đã quên đi một sự thật là chim sẻ ăn châu chấu. Sang năm 1959, châu chấu tràn ngập vùng quê đã tàn phá mùa màng, cùng với việc tập thể hóa ruộng đất ở nông thôn khiến nông dân mất đi động lực sản xuất đã góp phần tạo ra nạn đói lớn ở Trung Quốc. Tháng 4 năm 1960, Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ nêu lên vấn đề là chim sẻ ăn côn trùng nhiều hơn là ăn hạt thóc. Mao Trạch Đông sau đó ra lệnh ngưng diệt chim sẻ. Và lúc đó thì đã quá trễ vì số lượng châu chấu đã bùng nổ ngoài tầm kiểm soát. Có đến 30 triệu người chết đói trong vòng 7 năm sau đó. Mao Trạch Đông đã sửa sai bằng cách nhập khẩu chim sẻ từ Liên Xô và Canada. Vài năm sau đó, số lượng chim sẻ tại Trung Quốc phục hồi như cũ. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.